Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Blackpink đạt dấu mốc lịch sử của K-pop trên YouTube. Blackpink trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có hơn 1 megavolt đạt cột mốc 1,6 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Vào ngày hôm qua 19 tháng 6, MV Kyuzis Love của Blackpink đã chính thức vượt mốc 1,6 tỷ người xem trên nền tảng YouTube. MV từ năm 2019 này cũng là MV thứ hai của nhóm làm được điều này. Sau bản hit khủng Diduzu, như vậy, Blackpink cũng chính thức mở ra cột mốc lịch sử mới cho K-pop khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có tới hơn 1 megavolt đạt được dấu mốc về lượt xem này. Được ra mắt vào tháng 4 năm 2019, Kyuzis Love đã trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Blackpink, mang về cho các cô gái nhiều thành tích đáng nể mà không phải nhóm nhạc K-pop nào cũng đạt được. Sau hơn 3 năm 2 tháng, ca khúc đã chính thức vượt mốc 1,6 tỷ lượt xem, một cột mốc vô cùng ấn tượng đối với một nghệ sĩ. Ngoài hai ca khúc của Blackpink, chỉ có một megavolt khác của nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đạt được mốc 1,6 tỷ lượt xem này, đó chính là bản hit huyền thoại Gangnam Style của Psy, ngay cả BTS cũng chưa từng có MV nào sở hữu lượt xem đáng kinh ngạc đến vậy. Ở thời điểm hiện tại, Blackpink đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi hàng loạt tin đồn về khả năng nhóm trở lại đường đua âm nhạc trong năm nay nổ ra. Trong buổi phỏng vấn với Rolling Stone, nhóm cũng đã xác nhận sự trở lại này. Dự kiến sự trở lại lần này của Blackpink sẽ vô cùng bùng nổ và lật đổ nhiều thành tích cũng như kỷ lục trước đó. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.